Vâng, xin chào tất cả các tín đồ của Hoa Lan. Nay Trần Tuấn xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cây hạc vĩ. Nhưng mà chúng ta biết đó, trước mặt chúng ta là một bông hạc vĩ trắng hoàn toàn, cũng trắng, thực sự trắng tinh khôi, sạch sẽ, rất rất sạch sẽ. Khi mà phong trào năm cánh trắng cũng như trắng của phi điệp giả hạc bị chao đảo thì lúc này đây chúng ta có điều kiện là cận cảnh với những bông hạc vĩ trắng như xương, rất rất là đẹp các cụ, và hương cực kỳ là thơm. Không biết các cụ sao, chứ quan điểm của em thì em vẫn luôn coi hạc vĩ là một trong những bông lan đáng để chơi, rất là đẹp các cụ, dễ trồng, dễ sống, dễ ra hoa. Mặc dầu thời điểm này là cái cây lan này của em nó đã bước vào những ngày tàn rồi, nhưng thực sự chúng ta nhìn ngắm nó vẫn như một gì các cụ, như một thiếu phụ rất là xinh đẹp đúng không? Mặc dầu nàng đã tuổi xế chiều. Rất rất là yêu các cụ. Thời điểm này cây con đang mọc ở cái gốc. Dạ. Chúng ta có thể thấy rất rõ đúng không? Thông thường để bắt cây an ba, cây trắng, đấy là những cây kiểu dòng an ba, thì chúng ta có thể quan sát vào lá, vào mầm, chúng có màu sáng, thậm chí rễ có màu sáng. Còn đương nhiên có hoa rồi chúng ta khỏi phải nói. Hoặc nếu có nụ thì chúng ta cần quan sát những cái gì nhỉ? Cái cuộng này, cuộng nụ, cái cuống, và nó màu xanh. Thì chúng sẽ có bông trắng hoặc là sơ mi nghiêng về sáng. Vâng. Còn đây, đây chúng đang ngay cạnh Trần Tuấn để luôn một cái cây gọi là cây hạc vĩ thường, cũng là cây hạc vĩ Tây Bắc đấy. Vâng, hạc vĩ Tây Bắc thì cây nó cho bông lớn hơn, và thường thì màu hoa nó sẫm hơn là hạc vĩ miền Trung hoặc Tây Nguyên hoặc bên Lào, thậm chí Myanmar hoặc là Thái Lan, Campuchia cũng có. Trần Tuấn luôn coi trọng cây hạc vĩ vì nó vô cùng dễ trồng các cụ nhá. Và nếu mà trồng to tốt thì chúng ta có thể sẽ thấy có thân nó to gần tương đương bằng cây phi điệp còi, tức là cây hạc vĩ còi ấy. À, cây cây giả còi ấy. Chúng có thể to bằng cái đũa hoặc hơn cái đũa. Đũa loại đũa to to đấy. Đó, chúng ta nhìn nhìn trong veo này, như bên ở bài là dễ bị đặt làm super super white và siêu trắng, trắng không một gợn, không tì vết trong veo. Hy vọng rằng những bông trắng này, trắng tự nhiên đấy, vâng, sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng, cùng tất cả những cái yêu thích của bất kỳ người chơi lan nào thực thụ. Thực ra với tỷ lệ đột biến chỉ có 1 phần triệu, vậy nên là Trần Tuấn thực sự là cảm thấy trân trọng những cây mà mang tính đột biến, rất đẹp các cụ, nhìn mê hoặc. Và quan điểm của em thì cây hạc vĩ nó cũng phải có giá xem kiểu tương đương đấy, đương nhiên có thể là kém hơn,
với bông giả hạc, bông phi đẹp, nhưng nó cũng không đến mức gọi là tệ hại như thế. Các cô nhờ. Vâng. Một cây hạc quý trắng bây giờ như này không đáng nhiều tiền cả. Nhưng mà cây phi đẹp thì nó vẫn được giá hơn rất rất là nhiều, đặc biệt là những cây An Ba. Còn chúng ta mà tại sao nhỉ? Chúng ta chưa thấy ai đó chơi và bắt sơ mi hay An Ba chơi mặt bông của bông hạc vĩ là sang. Rất rất là đẹp. Vâng, có lẽ là Trần Tuấn xin khép lại video này đây. Chúc các bạn, các cụ, các ông bà, anh chị em một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Xin lỗi các cụ, cho em xin thêm một từ. Đó chính là tên Latin, tên khoa học của chúng là Dendrobium Amphelium. Vâng, vậy nhé. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn. Yêu các cụ rất nhiều.